X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. Sexy nóng bỏng và liên tục gây sốt trên thị trường với một lượng fan hùng hậu. Đồng hồ cơ lộ tim là một trong những kiệt tác cơ khí có giá trị trường tồn với thời gian. Với một diện mạo mạnh mẽ, thanh lịch, tinh tế thì sức hút của những chiếc đồng hồ open heart sẽ khiến cho các quý ông phải mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không để anh em phải chờ lâu nữa, trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm danh top 5 mẫu đồng hồ lộ cơ đáng mua nhất trong năm 2023 này nhé. Mở màn cho top 5 lần này đó chính là bạch mã hoàng tử đến từ nhà Olympianus, OP trăng khuyết chất lử, chuẩn gu của những người đàn ông thanh lịch. Nổi bật với thiết kế lộ cơ đầy mới lạ, không phải hình tròn như thông thường mà một sự cách tân khá sáng tạo. Cỗ máy để lộ trái tim qua khe hở tựa vầng trăng khuyết mà thông qua đó ta có thể mải miết khám phá sự đồ sộ đầy bí ẩn bên trong. Không có trang bị lịch moon phase nhưng cỗ máy có thể đem đến cảm giác về một bầu trời đêm thực sự. Khi ánh đèn không còn và chỉ còn mình với vầng trăng, với ánh dạ quang lấp lánh, nắm giữ nhiệm vụ bảo vệ vầng trăng ấy chính là mặt kính sapphire chống xước cực tốt, vỏ và dây kim loại với công nghệ đánh bóng tiên tiến giúp cỗ máy luôn sáng bóng theo thời gian. Câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn thật hợp với chiếc đồng hồ khi diện mạo thanh lịch, phần nước sơn là vỏ dây kim loại được hoàn thiện theo công nghệ mạ tiên tiến, bền màu với thời gian. Còn phần gỗ bên trong cũng không hề kém cạnh. Bộ máy NH39A với 24 chân kính cùng khả năng dự trữ cót lên đến 41 giờ. Quả văng được mạ vàng PVD giúp tăng khả năng chống oxy hóa khi đồng hồ chẳng may vào nước, đảm bảo sự chính xác gần như tuyệt đối. Cỗ máy có đường kính 40mm, dày 10mm, phù hợp với đường kính cổ tay từ 15,5cm trở lên. Trong tầm giá chỉ hơn 5 cục, trăng bạch mã này khiến nhiều anh em giật mình vì sự chênh lệch giữa giá và chất lượng bền bỉ vốn có. Liên tiếp là anh em xếp vào hàng quốc sắc thiên hương trong nhiều năm liền thì đây là một cái cỗ máy khiến cho tôi thực sự chú ý và bắt đầu có đam mê với đồng hồ cơ lộ tim. Khiến cánh mày râu phải phát cuồng ngay từ lần chạm mặt đầu tiên. Với thiết kế nửa vầng trăng độc lạ, chiếc đồng hồ đã phô diễn sự khéo léo của người nghệ nhân khi tạo ra những khoảng hở hút mắt người, khiến người ta tò mò, kích thích, muốn khám phá đến tận cùng nét đẹp của cỗ máy bên trong. Xuyên qua kẽ hở, anh em phải ồ lên thích thú với vẻ đẹp huyền diệu của thế giới những cỗ máy tí hon, từng bánh răng cơ khí cọ sát vào nhau đầy mê hoặc. Điểm vàng tiếp theo khiến cỗ máy này trở nên hot hit trong thế giới đồng hồ chính là kiểu đánh vân Goulose tinh tế trên mặt số. Những đường vân Goulose hướng tâm xếp từng lớp uyển chuyển, ngỡ như những đóa hồng thanh khiết tỏa rạng trong sương sớm, đẹp đến ngây dại. Để tạo ra những đường vân tuyệt đẹp ấy, đòi hỏi sự tỉ mỉ trau chuốt đến từng mm cùng sự tài hoa và tâm huyết của người thợ thủ công. Goulose được làm thủ công bằng tay với dao khắc hoặc sử dụng một cỗ máy đặc biệt là máy tiện hình học Joe Engines. Nhưng dù bằng máy thì tốc độ quay của máy và độ mạnh của lực tác động vẫn phải điều khiển bằng tay. Quá trình này vô cùng phức tạp, một lỗi nhỏ cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Trong khi máy đang cắt, người thợ thủ công phải quan sát toàn bộ quá trình bằng kính lúp hoặc kính hiển vi điện tử. Có thể nói cỗ máy này chính là kiệt tác nghệ thuật đương đại. Tuyệt tác tiếp theo mà lên sóng X-Channel ngày hôm nay đó là một phiên bản Orient Sun and Moon với hiệu ứng màu sắc bát sáng cực kỳ tốt, hoa quyện giữa hai gam màu vàng hồng và trắng bạc cực kỳ nổi bật. Được trang bị bộ áo giáp làm từ thép không gỉ 316L nguyên khối bóng 7, tuyệt tác có giá trị thẩm mỹ đi cùng năm tháng. Điểm nhấn dễ thấy là ở ô cửa sổ lộ cơ ở góc 9 giờ, phô diễn khéo léo mọi chuyển động của bộ máy cơ khí, nhất là viên chân kính ánh tím nằm chính giữa đã khiến cho chi tiết này nổi bật hơn bao giờ hết. Giao thoa với thiết kế open heart là lịch Sun and Moon chứ danh, được thể hiện sống động qua hình ảnh mặt trăng mặt trời luân phiên xuất hiện, vừa thông báo ngày đêm, vừa là chi tiết thú vị để ngắm nhìn thưởng thức. Nếu như ở phiên bản tiền nhiệm, mặt số được phủ kín vân Goulose sắc sảo thì ở phiên bản này, chúng đã được tiết chế đi, chỉ nằm vỏn vẹn ở ô lịch Sun and Moon mà thôi. Toàn bộ mặt số đều trắng trơn tạo hiệu ứng chiều sâu cực kỳ ấn tượng, đồng thời làm nổi bật bộ kim và cọc số vàng hồng sang trọng. Với trang bị dây đeo kim loại, đây chính là một lựa chọn phù hợp dành cho quý ông thời đại 4.0 bởi khả năng khiến tổng thể outfit của bạn hoàn hảo hơn bao giờ hết. Đứng ở vị trí thứ tư là một cỗ máy đặc biệt đến từ nhà Orient. Thuộc hàng bestseller của hãng phiên bản Orient Sun and Moon mặt xanh Navy, được phái mạnh săn đón ráo riết bởi vẻ đẹp sắc sảo tinh tế, cùng với đó là một chất lượng bộ máy cải tiến. Gây ấn tượng với mặt số xanh Navy sáng bừng chính là sức hút ban đầu của cỗ máy. Tông màu hiếm thấy này không chỉ mang lại vẻ đẹp mới mẻ, độc đáo mà còn giúp người sở hữu dễ dàng kết hợp trang phục. Sở hữu diện mạo hoàn hảo đến từng chi tiết,
Cỗ máy này phải nói là xứng đáng điểm 10 bởi không hề có chi tiết thừa. Mỗi đường nét, góc cạnh đều có một sắc thái riêng, đem lại một điểm nhấn tinh tế riêng. Thiết kế Sun & Moon tưởng cũ nhưng hoàn toàn mới thông qua sự thay đổi vị trí ô lịch từ 9 giờ sang hướng 6 giờ mới lạ. Đi cùng với đó là nét vẽ tươi vui, mang lại nụ cười cho bất cứ ai ngắm nhìn, nhưng đồng hồ vẫn giữ được sự nghiêm túc, phù hợp với cánh mày râu. Anh em có thể vừa ngắm chuyển động tinh vi của bộ máy cơ khí, vừa thưởng thức mặt trăng mặt trời một cách sinh động. Tất nhiên, không thể không kể đến ô cửa lộ cơ Open Heart, khoe trọn từng nhịp đập, mọi chuyển động tinh vi đều được phô diễn một cách khéo léo. Bên cạnh mặt số trắng tinh tế quen thuộc, thì mặt bầu trời xanh trong này quả thực hiếm thấy ở cỗ máy nào đẹp đến như vậy, lên tay tạo nên một cá tính riêng biệt và rất hiện đại. Bên trong phiên bản thế hệ mới này là máy Caliber F6L24 Made in Japan, chạy ổn định với sai số không đáng kể, cùng khả năng chữ cót lên tới 40 giờ, được nhiều anh em đánh giá cao. Cái hay thì sẽ luôn xếp ở vị trí cuối cùng. Là một trong những dòng sản phẩm đem lại doanh thu lớn cho thương hiệu OP, OP độc nhãn kính siêu cong trên tay tôi đây là một trong những cỗ máy thời gian hội tụ đầy đủ những điểm cộng vô cùng đắt giá. Gây tò mò với thiết kế nửa kín, nửa hở, mặt số đồng hồ chỉ có một con mắt duy nhất ở góc 9 giờ, nhưng nắm giữ trọn vẹn vẻ đẹp kỳ diệu của cỗ máy thời gian. Nhờ mắt thần này mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng toàn bộ chuyển động nhịp nhàng của bộ máy cơ khí bên trong. Trung tâm mặt số là bộ kim mắt ngỗng xanh nổi bật, được gọt rũa một cách tỉ mỉ, chỉnh chu. Chúng hiện diện ngay ở trung tâm mặt số vô cùng sắc sảo. Ta như bị cuốn vào vòng quay bởi những lỗ tròn trên kim, thật ấn tượng và thú vị. Đặc biệt, mặt kính sapphire cong càng làm cho cỗ máy có chiều sâu và khiến mọi chi tiết bên trong mặt số trở nên tinh tế hơn, không ngoại trừ vòng số la mã mảnh mai và đậm nét cổ điển. Mặt trước hở lộ vừa phải, mặt sau bung xõa lộ thiên hết sức độc đáo. Quả vang được mạ vàng PVD không chỉ tạo tính thẩm mỹ mà còn giúp tăng khả năng chống oxy hóa khi đồng hồ chẳng may bị vào nước. Có đường kính 40mm, độ dày 11mm. Cỗ máy này dường như thích hợp với những quý ông có cổ tay to, nhưng trên thực tế khi lên tay lại khá gọn gàng nhờ thiết kế 4 tay càng thuôn gọn đầy thanh lịch. Sang trọng, tinh tế, bền bỉ, vừa rồi là top 5 mẫu đồng hồ cơ lộ tim được phái mạnh săn lùng ráo riết trong khoảng đầu năm 2023. Với mức giá dao động chỉ khoảng từ 5 cho đến 15 triệu đồng, mỗi cỗ máy sẽ đem lại một vẻ đẹp riêng, không đụng hàng và giúp tôn lên phong cách khí chất của một người đàn ông hiện đại. Hy vọng là với top 5 lần này các anh em có thể lựa chọn cho mình được một người bạn đồng hành ưng ý trong khoảng thời gian ngắn. Chi tiết sản phẩm sẽ được cập nhật trong phần mô tả video, anh em quan tâm thì vui lòng nhấn vào để xem nhé. Và đừng quên nhấn like nếu mà cảm thấy video này hữu ích nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi.